Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện lạnh Mai Chi. Hôm nay mình có nhận sửa cái bo điều hòa LG hàng mono cho một bạn thợ. Thì cái hiện trạng của cái tình trạng của cái bo này đó là bị nổ IC nguồn, bay mất lưng IC nguồn như thế này, thì dẫn đến là bị mất nguồn. Đấy, thì hôm nay mình sẽ sửa cho anh em và cũng là chia sẻ cho các anh em trên kênh của mình hai cái vấn đề khi mà sửa cái bo LG nó bị nổ IC nguồn như này. Là một cái vấn đề thứ nhất là chúng ta khi bị sửa một cái mạch điện mà nó bị nổ mất IC như thế này. Đấy, thì chúng ta làm sao để biết được là con IC người ta đang sử dụng trong cái mạch này là IC tên là gì? Làm sao để tra cứu được nó sử dụng là loại gì, tên là gì? Đấy, còn nó trường hợp mà nổ mất như này là nhiều khi các anh em là người ta cũng bó tay đấy, không biết là nó dùng con IC gì, đóng linh tinh và là nổ luôn. Đấy là cái vấn đề thứ nhất là làm sao để chúng ta tra được biết là nó sử dụng IC gì khi mà nó bị nổ bay mất lưng như này. Thứ hai là mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cái lý do dẫn đến tình trạng là bị sao mà bị nổ IC như này, và chúng ta tìm được tên IC rồi, chúng ta đóng IC mới vào chạy chỉ một thời gian lại nổ như này ngay, nguyên nhân của nó bắt đầu từ đâu, vì sao nó xảy ra tình trạng là nổ lại như vậy. Và có nhiều anh em ta đóng đi đóng lại 2-3 con IC đều nổ. Đấy, thì đó là một cái kinh nghiệm mà mình sửa chữa cũng như là sự nghiên cứu của cá nhân mình chia sẻ cho anh em, đó như coi như là một cái kinh nghiệm của mình thôi, mình chia sẻ cho anh em là cái lý do dẫn đến vì sao nó lại nổ được. Rồi thì đi vào, để trước khi đi vào sửa chữa cái bo mạch này thì gần như là chưa sửa chữa gì các bạn nhé, bo còn nguyên zin luôn. Đấy, thì cái lý do mình chia sẻ hôm nay á, nó còn không chỉ ở máy mono mà còn là ở máy inverter của dòng LG, nó hay xảy ra những cái nguyên nhân chung như vậy. Đấy, đó là mình nghĩ đó là do cái thiết kế, cái lối thiết kế của cái hãng rồi. Rồi thì để đi vào cái video này thì mình sẽ đi vào vấn đề thứ nhất là khi mà các bạn bị nổ IC như này thì làm sao để chúng ta tra cứu được là nó sử dụng IC gì. Thì thứ nhất là các bạn cũng phải khi sửa chữa chúng ta cũng phải để ý là những cái dòng gì nó hay sử dụng IC nào. Đó, ở những cái bo mạch nó còn nguyên bản chúng ta sửa chữa chúng ta phải có cái chút kinh nghiệm, lưu nhớ. Ví dụ dòng LG máy mono như này thì người ta chỉ sử dụng những cái dòng IC, ví dụ như là IC nguồn như là TNI 266 hoặc là TNI 276. Đấy, thì riêng TNI 266 thì các bạn có thể thay 266, 267, 268 đều được. Hoặc là nếu mà mạch nó sử dụng TNI 276 thì các bạn dùng 276, 277 đều được. Đấy, hoặc là dòng máy điều hòa LG có đời người ta dùng IC LNK 500 PN. Đấy, LNK 500 PN thì chúng ta biết là dòng LG nó sử dụng một mono, nó sử dụng một số cái dòng IC đó, nhưng không biết là con nào đang được sử dụng trong cái bo mạch đang bị hư hỏng này. Thì chúng ta sẽ có cái cách để như sau, đó là các bạn sẽ tra cứu cái datasheet ở trên mạng ấy, chúng ta tra của nhà sản xuất người ta cung cấp ấy. Thì chúng ta sẽ tra cứu datasheet để chúng ta biết được cái chân IC nó có phù hợp với cái mạch, với cái lối thiết kế của cái mạch in ở đây không. Đấy, thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn trực tiếp. Các bạn có thể sử dụng điện thoại di động hoặc là thiết bị gì đó, các bạn vào cái trang như này, trang odatasheet.net, đây nó ra luôn các bạn nhé. Còn .net, .on, .com cũng được, các bạn dùng datasheet, odatasheet.net. Bây giờ hình như nó đổi tên trang rồi đấy. Đây, tên trang của nó đây, odatasheet.net. Thì các bạn đánh vào cái phần nhập tên của linh kiện này thì các bạn biết là LG người ta chỉ dùng mấy cái dạng ấy thôi, là TNI 266 hoặc TNI 276 hoặc là LNK 500. Thì các bạn có thể đánh cho mình là TNI 266, các bạn hãy tìm ra xem. Đấy, thì nó sẽ ra cho mình một cái rất nhiều thông tin như này. Thì các bạn sẽ tìm cho mình con nào có cái tên, ví dụ TNI 266 thì nó có những cái đuôi là G hay là PTL gì đấy, thì nó có những vấn đề khác nhau. Thì cái đấy thì các bạn phải học sâu thêm, mình không có thời gian để thích nhiều là nó khác nhau, cái đuôi thì nó khác nhau như nào. Thì các bạn đánh vào TNI 266 chẳng hạn thì nó sẽ ra những cái trang thông tin như này. Thì các bạn cứ kéo xuống thì các bạn thấy, nhìn thấy ở đây nó có rất nhiều các cái trang 1, 2, 3, 4 người ta đánh dấu này này, thì các bạn cứ kéo đi cho mình. Đấy, các bạn cứ kéo đi thì
thì các bạn sẽ thấy là có cái trang nào đấy mà nó xuất hiện cái PNI266 này, thì bạn các kéo xuống cho mình là xem là cái trang nào mà nó có xuất hiện cái hình con IC này, đây này. Đấy, là các bạn kéo ra để thứ nhất là các bạn kéo ra cái tên có hình tổng quan của con IC ấy. Thì các bạn nhìn cho mình là đây là sơ đồ chân SMD của nó, tức là dạng chân linh kiện dán, còn linh kiện là deep là người ta ký hiệu đây các bạn nhé. Tức là dạng P ấy, đuôi của nó là đuôi P ấy, thì nó là packing. Tức là cái đuôi nó cũng liên quan đến nhiều vấn đề, là cái đuôi với TN266G hay là P chẳng hạn, thì liên quan tới là P là packet là deep, tức là loại chân cắm, còn SMD là loại chân dán. Thì đây các bạn thấy là nó là dạng chân dán. Thì chúng ta sẽ xem các cái chân của nó này. Thì cái thứ nhất là về hình dáng là các bạn thấy giống rồi, đúng không ạ? Về hình dáng là các bạn thấy giống rồi, là cái IC này nó còn là dạng 8 chân nhưng một chân khuyết, tức là 7 chân, thì các bạn thấy nó rất là giống hình, đúng không ạ? Có 1-2 chân 1-2-3-4 và chân 5-6-7-8. Đó, thì nó đã bị đúng về dạng số chân. Rồi, thứ nhất là về dạng số chân là nó phải tương thích đã. Thứ hai là chúng ta sẽ xem nhiệm vụ của các chân. Thì các bạn thấy ở đây của mình là đối với con TNI-66 ấy, thì chân 7, chân 8 đầu tiên các bạn sẽ tra cho mình là cái chân mà làm việc cái điện áp 300V. Đó là chân, ở đây các bạn thấy trong con TNI-266 ấy, thì nó sử dụng là chân 5 là chân D, chân 7, chân 8 là chân S. Tức là gì? Chân D là chân dương nguồn chạy qua quận sơ cấp của biến áp xung, tức là tụ 300V ấy. Chân 300V nó chạy qua quận sơ cấp, nó về chân này người ta ký hiệu là D, tức là D sò đấy. Nói chung là DS thì hay cái gì gì đấy, thì các bạn tìm hiểu về cái MOSFET hay là gì đấy thì các bạn biết cái ký hiệu của chân rồi, thì mình không giải thích nữa. Thì còn cái chân 7, chân 8 này ký hiệu là S, tức là cái từ này viết tức là shop, tức là nguồn ấy, là mát ấy. Thì các bạn sẽ tra cho mình, sau khi tra tên IC các bạn sẽ nhìn ở trên cái sơ đồ của cái mạch in thực tế mà chúng ta đang sửa chữa này. Thì các bạn sẽ thấy là đây là con tụ lọc nguồn này, thì chân này là chân mát đúng không ạ? Con này là dương đúng không ạ? Thì các bạn thấy chân mát ở đây á, nó được nối liền 1, 2, 3. Các bạn thấy đánh người ta ký hiệu này, chân 1, chân 2, chân 3 khuyết. Đấy, chân 4 này. Đấy, chân 5, 6, 7, 8 là đối mát. Thì các bạn thấy là chúng ta sẽ lần đối với nguồn 300V trước, chúng ta chưa quan tâm chân khác vội. Thì các bạn thấy là ở đây nó đã sai khác rồi. Tức là bản thân là trong này chỉ có hai chân mát là chân 7, 8 thôi. Và chân lại chân số 6 mới là chân khuyết. Ở đây chúng ta chân mạch in là chân số 3 lại là chân khuyết. Các bạn nhé, đây, chân số 3 là chân khuyết này. Đây, mũi tên ở đây là gì? Mũi tên đây là chân 1 này, chân 2 này. Như vậy khuyết chân 3, như vậy nó khác nhau về chân khuyết đã là không đúng chủng loại rồi. Và khi nó không đúng chủng loại rồi thì chúng ta sẽ không sử dụng cái tên con IC này được, thì chúng ta sẽ lại đổi sang một cái tên khác rất là nhanh, đúng không ạ? Chúng ta sẽ tìm sang con tên này 276. Khi nó sai dạng rồi thì chúng ta sẽ thoát luôn, không cần phải quan tâm kỹ nữa. Thì cái video clip này thì mình chia sẻ, mình nghĩ là sẽ có rất nhiều anh em ta chưa biết được cái vấn đề này, nhưng có anh em ta sửa chữa thành thạo rồi thì chúng ta biết rồi, chúng ta có thể bỏ qua cái video này của mình. Đấy, các bạn cũng tìm đến cái trang như này và có cái hình con IC nhỏ nhỏ ở đây, thì các bạn sẽ kích vào để chúng ta xem luôn cái trang đó, thì chúng ta sẽ biết được là cái sơ đồ chân con IC tổng quát cái đã. Thì các bạn thấy là trong con IC TNI-276 này thì các bạn thấy chân 5, chân 6, chân 7, chân 8 nối mát, và chân 1, chân 2, chân 3 khuyết đúng chân 3, và như vậy là nó rất là y dạng con này, tức là khuyết đúng chân 3, đúng không ạ? Có 7 chân tất cả, 8 chân nhưng khuyết 1. Thì các bạn thấy là nó khuyết đúng chân 3, và gì? Nó có cái dạng chân 5, chân 6, chân 7 là nó nối mát. Chân 5, chân 6, chân 7 là nó nối mát đúng không ạ? Là S đúng không ạ? Và chân 4 là D. Thì các bạn so lên cái sơ đồ mạch in thực tế ấy, thì các bạn sẽ thấy là chân mát của tụ đây và nó đi vào đây là gì? Chân 5, chân 6, chân 7 nối mát là đúng rồi. 300V là chân tụ đầu nguồn này. Nó đi qua đây gọi là quận sơ cấp này, đi chân này sang chân này là quận sơ cấp của biến áp xung này. Rồi nó về cái chân số 4 này, như vậy là phần gì? Cái phần nguồn 300V nó rất là chính xác, như vậy là nó có khả năng là con này rất cao, đúng không ạ? Sau khi chúng ta so sánh được cái chân vào chân ra của nguồn 300V là chuẩn rồi, thì chúng ta sẽ so sánh cho mình xem đúng là cái chân 1, 2 này nó có đúng là chuẩn như trong thiết kế này không. Nếu đúng thì chúng ta sẽ lắp đúng con này vào là chuẩn thiết kế. Đấy là việc tìm con IC khi bị nổ mất lưng. Thế thì để tìm được cái chân 1, chân 2 này nó có đúng với cái sơ đồ mà in không á, thì các bạn kéo lên, các bạn sẽ kéo sang các cái trang khác. Ở đây nó còn nhiều trang thông tin về IC lắm. Thì các bạn kéo sang các trang khác. Ví dụ đây cái hình nó có hình mạch điện là bố trí cả IC luôn, thì chúng ta kích vào hình số 8 này chẳng hạn này, trang thứ 8 này này. Thì chúng ta sẽ xem là đây là cái sơ đồ về một cái mạch tổng quát của người ta thiết kế. Thì các bạn sẽ tra cho mình, các bạn nhìn này. Đây, người ta cũng cầu nắn này, tụ lọc nguồn chính này,
biến áp xung này, IC người ta ký hiệu tắt ở đây, người ta sẽ ký hiệu cho mình cái chân là chân S, chân D đúng không ạ? Rồi thì là chân N là chân 1, chân BB là chân 2 này. Đây nhá, mình hướng dẫn các bạn nhá. Rất là chi tiết luôn để các anh em nào chúng ta làm, chúng ta tập làm quen một hai lần thì sau này chúng ta sẽ thành thạo trong cái việc này thôi. Thì chúng ta vừa nãy chúng ta tra chân cái chân D và chân S là xong rồi, thì chúng ta không quan tâm nữa vì chúng cái đấy nó đã chuẩn so với thiết kế chân mạch in này rồi. Và chúng ta chỉ quan tâm đến cho mình đến là cái chân 1, chân 2 tức là chân N và chân PP ký hiệu ở trên cái như này thôi. Thì các bạn sẽ lưu ý cho mình này. Chúng ta sẽ tra từng chân một, bây giờ chúng ta sẽ tra chân số 1 của nó. Đúng không ạ? Chân số 1 của nó là chân N này này, thì các bạn thấy trong cái thiết kế này N này nó sẽ bắt đầu là gì, kết nối với chân số 4 của IC quang này. Đấy, chân 4 IC quang nhé. Đây chân 1 là của diode này, chân 2 này, chân 3 này, chân 4 này. Thì chân 4 kết nối trực tiếp với IC quang đúng không? Và nó có một đường mạch kết nối từ trên cái nguồn 300V. Đây các bạn thấy kết nối từ nguồn 300V là chỗ cái tụ lọc nguồn chính này. Tụ nó đang trong mạch in này là 68mm, 6.8mm này, 400V này. Thì các bạn thấy thì bạn nào học về cơ bản rồi thì các bạn sẽ biết, thì cái chân mà kết nối từ cái nguồn 300V này đi xuống cái chân N này, chân này người ta gọi là chân nguồn khởi động. Tức là gì? Nó sẽ lấy cái nguồn này để khởi động cho con IC này dao động. Sau khi con IC này dao động sinh ra nguồn trên các quận thứ cấp, thì ở đây nó có một cái quận nữa. Người ta sẽ gì? Nắn lọc qua con tụ D6 à con diode D6 này và cái tụ C6 này để sinh ra một cái nguồn, thì cái chân dương nguồn đấy người ta chạy về cái chân PP này, thì cái chân PP này người ta gọi là chân nguồn bổ sung hay còn gọi là nguồn hồi tiếp duy trì dao động. Tức là sau khi nó dao động sinh ra nguồn thì nó phải lấy cái nguồn đó quay về để nuôi cho cái linh kiện trong IC này hoặc tiếp tục để duy trì cái dao động để sinh ra nguồn. Nó cứ tạo thành một cái vòng lặp tuần hoàn như vậy. Đấy thì các bạn ấy thấy là chân N này này là nó kết nối với chân số 4 của IC quang đúng không ạ? Và kết nối với một con linh kiện điện trở bắt từ nguồn 300V. Thì các bạn để ý cho mình là cái con linh kiện mà người ta đánh trong cái hình vuông có cái nét đứt này, tức là gì ạ? Tại sao người ta phải vẽ cái hình vuông nét đứt ạ? Tức là cái linh kiện này trong mạch điện thiết kế thực tế có thể có hoặc không các bạn nhé. Còn những cái con mà nó không có cái ngọc vuông là bắt buộc phải có. Còn những cái linh kiện mà nó đánh trong cái nét đứt, trong cái hình vuông nét đứt này, tức là linh kiện đấy có thể có hoặc không. Như vậy là chúng ta sẽ lần cho mình chân 1 trên mạch in này. Đây, mình sẽ dùng cái đèn pin mình chiếu ngược lên cho các bạn xem là chúng ta sẽ lần cho mình cái chân 1 này. Không biết các bạn có nhìn được không, tại vì cái đèn nó hơi lóa đấy. Các bạn chờ chút mình tắt đèn flash đi. Rồi, để cho chúng ta nhìn cái mạch in cho nó dễ. Đấy, thì các bạn sau khi mình soi ngược này thì các bạn sẽ thấy là gì? Chân 5, 6, 7, 8 là nối với mát tụ rồi đúng không ạ? Đấy. Chân dương nguồn này thì đi qua về đây, về chân 4 rồi đúng không? Thế thì chúng ta có chân 1. Chân 1 thì các bạn sẽ thấy là chân 1 này nó đi trực tiếp về cái chân số 4 của IC quang này. IC quang người ta ký hiệu này, chân 1 này, chân 2 này, đúng không ạ? Chân 1, 2, 3 này, chân 4 này. Thế thì các bạn sẽ thấy chân IC này, chân 1 kết nối đúng với chân 4 của cái gì ạ? Của IC quang đúng không ạ? Đi thẳng vào chân 4 luôn. Như vậy chúng ta so sánh ở trên cái sơ đồ này, thì các bạn so sánh ở trên cái sơ đồ này này, thì các bạn sẽ thấy là có đúng là chân N là chân 1 đi thẳng vào chân 4 IC quang đúng không ạ? Rồi ok, như vậy là rất là chính xác đúng không? Chỉ còn một chân nữa thôi. Và các bạn để ý cho mình là cái chân 1 này là các bạn thấy là nó không hề liên quan tới cái đường 300V ở con tụ lọc nguồn chính này. Như vậy là trong cái sơ đồ thiết kế người ta đóng ngọc vuông là đúng đấy. Tức là có thể có mạch người ta thiết kế có cái chân đó hoặc là có cái đường khởi động đó hoặc không. Thì trong cái mạch này là không có đường khởi động đó các bạn nhé. Rồi các bạn sẽ để ý cho mình tiếp là chân số 2. Cái chân số 2 này, cái chân số 2 này sẽ là cái chân gì? Nối xuống mát thông qua một con tụ. Và cái chân số 3 của IC quang cũng thẳng về mát luôn. Như vậy chân 3 của IC quang nối mát. Và cái chân 2 này là mắc qua một con tụ xuống mát, hay còn gọi là mắc sang chân 3 cũng được vì nó xuống mát. Như vậy chân 2 là mắc qua một con tụ xuống mát nhé. Và con tụ nó ở đây. Thì các bạn sẽ... đây, mình quay hơi tối, mình tắt đèn flash thì nó lại hơi tối. Đây các bạn thấy là có một con tụ đây, con tụ nằm cạnh IC này, tụ con tụ nhỏ thôi. Đây là một con tụ nhìn rất là giống con điện trở các bạn nhé, nhưng nó là con C12D. Đây mình bật đèn flash lên đi. Các bạn thấy con linh kiện này là C12D, đây là con tụ các bạn này, nhìn rất là giống con trở nhưng nó là con tụ nhá. Đấy, và bên cạnh là một con diode Zener. Đấy thì nói chung là việc tìm chân IC này chúng ta phải chịu khó lần mạch, phải kiên trì. Sự chịu khó luôn luôn mang lại cái giá trị cho chúng ta. Thì
Thì các bạn thấy là đấy, chân 2 là được mắc qua một con tụ súng mát đúng không ạ? Thế thì trong cái sơ đồ của cái nhà sản xuất ấy thì các bạn sẽ thấy đúng như thế không, thì các bạn sẽ lần này thì cái chân này là chân S đúng không ạ? Chân S chính là chân mát của tụ lọc nguồn chính đúng không ạ? Thì các bạn sẽ thấy là trong cái sơ đồ này thì cái chân 3 này là đồ nối thẳng chân mát đúng không ạ? Và chân BB này là gì? Mắc qua một con tụ. Ở trong mạch y người ta ghi là C, trong cái thiết kế nhà sản xuất này, C7 này 100 nanofarad 50V. Thì các bạn thấy là tại chân B này nó có một cái đường nguồn nữa, đó là như mình vừa giới thiệu ban đầu, đây là nguồn, một cái cuộn này người ta gọi là cuộn nguồn sinh ra để bổ sung duy trì cái gọi là nguồn bổ sung duy trì cái dao động cho IC nguồn. Thì các bạn thấy là trong cái vị trí này người ta cũng đóng ngoặc vuông một cái vị trí linh kiện vào cái đường mạch này, tức là gì, cái vị trí chân nguồn bổ sung này có thể có hoặc không. Đấy, đóng vuông hình vuông nét đứt này tức là có hoặc không. Thế như vậy trong cái sơ đồ mạch in thực tế này thì các bạn thấy là cái chân đấy là nó không có đúng không ạ? Mà nó chỉ mắc thẳng cái chân 2. Người ta chỉ mắc thẳng là cái chân 2 có một con tụ súng mát thôi. Đó. Rồi các bạn đến đây thì các bạn đã hiểu không ạ? Đấy, chúng ta phải tra đầy đủ các cái chân xem nó có đúng không? Tại vì đầu tiên là chúng ta phải tra là gì? Đúng cái chân cơ bản là những cái chân nguồn ấy đã, chúng ta phải tra cái chân nguồn 300V trước, vì chân đấy nó rất là quan trọng. Chân đấy là chân chúng ta phải tra đầu tiên. Tại vì nó sai chân đấy rồi thì chúng ta không tra làm gì nữa. Sau khi nó đúng cái chân đấy rồi thì chúng ta mới tra đến các cái chân còn lại. Vì những cái chân này là chân làm nguồn việc với cái nguồn mà điện áp cao. Nếu mà chúng ta nhầm nhỡ cái là nó sẽ gây ra nổ, chạm chập và nổ ngay. Cho nên chúng ta phải tra ngay những cái chân đấy đầu tiên. Đó. Thế sau khi chúng ta tra đầy đủ các chân mà nó giống như vậy rồi thì chúng ta xác định cái con mạch in này là sử dụng là cái con IC là gì? TNI 276. Thì 276 các bạn có thể dùng 277 cũng được các bạn nhá. Đây mình tra cho các bạn xem này. 277 là nó cũng chân nó giống nhau à. Thì hôm nay là mình chia sẻ cái kinh nghiệm cho anh em, chứ còn sửa cái mạch này với mình thì nó cực kỳ là nhanh thôi. Đó, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cái video này để anh em biết được làm sao để chúng ta tra cái IC khi bị nổ là một này. Thứ hai là nguyên nhân lý do vì sao cái mạch điện này nó hay nổ, anh em không biết là đóng IC vào thì nó lại chạy thời gian rất là ngắn rồi nó lại nổ luôn. Thì lý do vì sao nó nổ tí nữa mình sẽ chia sẻ sau. Thì việc tra IC đây, mình tra con TNI 277 này, các bạn thấy là TNI 277 nhá, thì cái chân của nó cũng rất là giống đúng không ạ? Như vậy là 276 và 277 chúng ta dùng chung nhau được các bạn nhá. Nó chỉ khác nhau về cái công suất thôi. Thì các bạn thấy là sơ đồ chân làm việc là giống hệt nhau đúng không ạ? Thế thì các bạn có 276 thì các bạn lắp 276 và 277 các bạn lắp 277 đúng không ạ? Rồi, xong một cái vấn đề nội dung thứ nhất.